Nhạc của Justin Bieber. Justin Bieber. Cái tên tiếng Anh đọc sao đó, con không biết. Justin Bieber. Justin Bieber vậy. Dạ. Nào càng bài của Bieber coi. What do you mean? Oh, what do you mean? Oh, what do you mean? Nãy nói gì quên rồi ta. Chuyện xảy ra cách đây 3 năm về trước, khi tôi đang bị lạc trong một khu rừng. Lúc đó tôi té vậy nè. Dạ, Lê Hoàng Long. Mấy tuổi rồi? Dạ, mới 20. 20? Đang học gì? À, ở nhà làm vuông. Rung quá, để con hát bài rồi tắt chế độ rung bớt cái. Bây giờ đi. Đang làm việc gì hay là học gì? Con hát cái bài này là giới thiệu nghề nghiệp con luôn. Ok ok, hát đi, hát liền đi. Dạ, với quê luôn, với hát giới thiệu nghề với quê luôn á. Thì hát đi. Con hát chút. Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, chứ công tôi cần lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi không có bán đâu, tìm em không gặp, tôi dụng bà nó xuống sông. Ghe chiếu Cà Mau nó cắm sào trên bờ kinh Ngã Bài, sao cô gái năm xưa chẳng thấy đâu. Chào cửa giường cô đã khuất kính từ năm nào, tôi xách đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm rầy, chiếc áo nhuộm bùn và đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của tôi sau trước văng tanh gió lạnh, chiều đông bỗng hoa dạo lên tiếng nguyện cầm, như gieo vào lòng tôi mong nỗi buồn thế thảm. Dạ, quê con Bạc Liêu. Dạ, là làm nghề là cũng như ở trong bài hát luôn rồi đó, là con sống trong cái làng nghề làm gãy nuôi tôm. Dạ, là sống ở Bạc Liêu rồi nuôi tôm á. Dạ. Xàm đế. Dạ không có, có câu chuyện mà chú. Tại vì cái sông Ngã Bảy đó là có cái hướng nó tẻ về Bạc Liêu. Với cái bà mà cái bà tổ của Bung Hàng á, bà đặt chiếc chiếu rồi bà không lấy rồi để shipper đi giao đó, là bà có chồng về Bạc Liêu luôn. Đó. Ê, nhân tài nghe, tao đang chờ đợi nghe. Vuông tôm hả? Vuông tôm hả? Dạ. Nhà làm vuông tôm không, hả? Không có, vuông tôm rồi cua rồi cá chép hường rồi cá phi luôn á. À, tức là vuông nó là vuông hay đìa? Dạ, dạ cây là nó tới 20 công lận. Vậy là vuông á. Là vuông tôm đúng không? Là mình của nhà mình hay là mình đi làm công cho người ta? Của cha con rồi, giờ là của con rồi đó. Dạ, ý là gia đình con sống bằng cái đó đó. Dạ, của cha con. Thầy nghe. 20 công mà là giàu đó, đút đùa đâu. Ông có dưới, ông kia ông tới gần cả 100 công lận, con dưới là con dạng là nghèo rồi, tôm tép rồi chú. Ở dưới có người cả 100 công lận. Thì bởi vậy 20 công là dạng giàu rồi, đừng có đùa. Đâu có đâu, con bận đồ bận cũng chết luôn. Bao nhiêu lâu thì thu hoạch một lần? Dạ, cái con nuôi quảng canh chứ không có công nghiệp. Công nghiệp thì người ta kéo rồi chẳng như là có biết ấy, còn con rồi con cứ thả xuống rồi tới nước là người ta gọi là 30 với 15 gặp rồi. Xả cống đúng không? Dạ không, đặt cái nọ dưới vuông rồi mới dở. À. Vậy là công. Vậy là vuông chứ không phải là đìa. Đó gọi là vuông. Có đìa nữa, đìa nuôi cá bóng tượng. Có hết á, ở hồi nhà nó có hết, không thiếu cái gì nước, đâu. Nước ra nước vô theo tự nhiên đúng không? Dạ không có, mà lấy mua tưa bơm vô. Vậy là công, à vậy là vuông. Nhưng mà có cái đìa kế bên con đạo cá nó muốn tượng mà chú cãi hoài. Cãi nhà con chứ bộ. Nhà con chứ không phải nhà chú đó chú cãi. Bây giờ hát một bài hát gì bolero nghe chơi đi, thích nhạc gì? Dạ thích nhạc của Justin Bieber. Justin Bieber. Cái tên tiếng Anh đọc sao đó con không biết. Justin Bieber. Justin Bieber vậy. Dạ. Nào càng bài của Bieber coi.
What do you mean? Nothing but what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Cắt đây, bây giờ này, ca sĩ Việt Nam thích ai? Có thích Ngô Kiến Huy không? Thích danh hài Ngô Kiến Huy. Danh hài Ngô Kiến Huy. Danh hài Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú Kiến Huy không phải diễn viên hài á chú. Bài hát Việt Nam nào mình thích nhất? Ca liền mà hay nhất. Dạ, dạ, ghi đàng hoàng. Nắng vàng góc phố, hoàng nghiêng dài trong mang ba thu, nhẹ trôi dân em. Chiều nay không có mưa rơi, và anh ngủ quên đã lâu rồi. Ngủ quên trên phố một mình. Mưa là khung hàng, mưa là năm tháng có đêm, là những nhớ thương của đời anh. Chiều nay không có mưa rơi, chỉ có những con đường dài, cùng anh ngồi hàng vu vơ. Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có tiếng em cười như lúc xưa. Rồi, nó sẽ nói chuyện tông lẻ nè. Cái bài không muốn ca tông nào, ca tông đó. Ê, đi lộn chương trình. Đi lộn gì nha. Cái thi cái này là cũng duyên dữ lắm. Duyên gì? Cái thằng bạn con nó học ở Bạc Liêu, nó chơi thân với con. Mà mỗi lần con muốn đi đâu á là con nói mẹ ơi thằng Thư nó té xe rồi. Cái bà nói trời ơi lấy tiền đi thăm nó đi con, để nó bạn thân rồi. Để cái đợt sau cái sao nó té xe hoài, bữa nào nó té thiệt rồi sao? Thế gọi là không, nhưng nó bạn thân của con, nó phải chấp nhận. Mỗi lần mà con nói nó té xe là nó nói con phải điện lên, nó nói thôi rồi bữa nay mày té xe nha, đừng tao đi chơi, không thôi mẹ tao phải điện lên nói không có té xe. Cái bữa đó cái lần lúc cái nói mẹ ơi thằng Thư mổ gục thừa rồi, thằng đó nó bệnh hoạn suốt đời vậy nè. Dạ đúng rồi, nhà nó là cha nó làm bác sĩ luôn. Trời đất ơi, cha nó làm bác sĩ của con bệnh hoạn suốt đời vậy đó. Rồi mới lên Bạc Liêu thăm, giả bộ thăm nó rồi ấy. Mà nhà nó gần nhà con đó, bữa đó nó về quê nó, mẹ hỏi mày đi đâu? Nói trời ơi, thằng Chẩn nó bệnh nữa rồi. Con đi thăm Chẩn thì con tưởng đâu con nghe Thư té xe, mà thằng Chẩn nó té xe chứ không phải Thư. Ừ, nhưng mà quan trọng liên quan gì tới chương trình? Dạ không có. Đang kể nói cái duyên đi chương trình mà sao tự nhiên ra thằng kia bị té xe. Dạ lúc Facebook tự nhiên cái mới thấy chương trình đâu thách thức danh hài về Bạc Liêu cắt tin, rồi con mới đi. Mà con cũng không nghĩ con đậu nữa. Trời ơi diễn nó dở kinh điển luôn. Mà đâu có được hát như vậy đâu. Lắc Đâu có được hát như vậy đâu. Vô cái chú Cương Trường. Được á. Cảm ơn em, về đi em. Bữa đó ông về muốn khóc luôn. Sao vậy? Trời ơi má ơi con gớt rồi. Bà nói gớt gì? Gớt cái bao tử chỉnh nó lạnh. Gớt bẩn. Cái duyên vừa. Rồi cái thi từ từ chứ chút bài cái đi xe rồi. Mà mỗi lần đi xa là mẹ thắp nhang dữ lắm. Mẹ thắp hết bó nhang luôn, nhà 6 cái bàn thờ mà cứ mỗi lần tiến là bả đốt lần. Cái nói đi thi thách thức danh hài. Cái ủng hộ. Dạ. Cái tới bên đây luôn. Dạ là cái duyên là lướt Facebook thấy rồi đăng ký thi. Chứ dạ. Thì ra là mê hát hả? À tức là cho bao nhiêu mai thì bị hụt rồi đúng không? Không ưa này. Không ưa danh hài Ngô Kiến Huy mà. Trời. Hướng nghiệp em với danh hài. Không ưa hát này. Dạ không có. Nguy cơ quẹo cao lắm. Ưa chứ. Không ưa sao được. Mà hát bắt chước ai mà méo miệng tùm lum hết chơi vậy? Nghĩ rồi con cũng không biết con nhiễm giống ai luôn. Bây giờ thích cải lương nhiều hay là thích nhạc trẻ nhiều? Dạ thích cái nào cũng nghe chứ con cũng không biết thích cái nào luôn. Con không biết, nghĩa là con không biết con có thể loại gì luôn. Thể loại gì luôn hả? Có hát bolero không? Dạ có. Thử coi. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngả xê ta. Hoàng hôn tiếng đâu đây màu tiếng thầm từ hồn ai. Muốn không gian đường tang cầu sáu giây vung chia lìa này kéo dài. Trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Nó chế đủ thứ nốt. Để mấy chú có muốn nghe rap luôn không chú? Rap luôn, chơi.
nó phải theo tao, y nó phải theo tao thì đã và tao đốt tiêu thì thích nghi và mới cho tôi tao trôi qua bao năm không biết tôi tới tao có gì được nói. Âm nhạc đang chết liền xa tao tao thống tao đoán mai thì tao 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 mai thì tao cho một chút tao hao cho tao tao đâu đâu tao thôi hết nổi cắn lưỡi. Bao nhiêu năm qua sống ở đâu mà giờ mới xuất hiện? Dạ sống ở dưới quê. Biết rồi. Ý là tôi nói vậy đó. Bữa nay có đem tôm đem cá gì lên không? Dạ có mà cho bà chị chứ không có cho hai chú. Thi mà mấy thí sinh mà không biết điều ban giám khảo khó đậu lắm. Có đâu đi, đợt chú mới gắn cười đi gala đem lên cho chục ký ăn. Nhắm vô không gala gì? Nhắm vô không mà gala? Nhắm vô không mà đầu gala? Thì không biết đâu mà con hát hay mà con đi thi hài không biết nữa. Hát bài tám tông hay gì? Thì con bà hát mấy ông mấy cho con thi đi. Cái này phải đưa qua cho mấy ông ai mới vui ha. Dạ con hát cái con sáng tác cái bài này để tặng người con gái con thương. Vâng, nhưng mà đã từng hả? Hay là bây giờ mới tặng? Dạ cái bây giờ người con gái đang tán tỉnh luôn. Tên gì? Liễu à hay nói gì? Nói tên, nhà nó gần nhà con. Nói luôn. Thôi con không nói đâu. Nói đi. Nói luôn người ta mới biết. Đâu kệ nó đi, con bóng gió gì nó biết rồi. Đây có lẽ là điều lãng mạn nhất từ trước tới giờ anh làm cho em. Dạ Thi. Rồi 60 giây bắt đầu. Sao nói đó mới là... Thì tiếp. Dạ con sợ không cười. Thì cho hết cái bài này đi. Dạ vậy cho người ta biết nó là gì thôi. Mày chảnh quá cua quẹo không chính vậy. Dẹp đường luôn. Đợi nào vô Ngô Kiến Quy đi Thái Lan vậy. Cua Ngô Kiến Quy. Dạ hết. Là ý là cua ngựa gán thương nhưng mà cuối cùng là cua quẹo không dính hả? Dạ đúng rồi cua quẹo đâu dính đâu. Rồi vậy có gì khác không? Có mà dạ đi lỡ chơi cái kia luôn đi chơi chứ dạ mà có cái đàn này là con thấy nó mạnh nhất à. 60 giây bắt đầu vô. Đắp theo tao y đắp theo tao thì đã và tao đắp điều thì tất nhiên là mới từ tôi tao trôi qua bao năm không biết mà tao đòi tự tao có việc được nó làm nên đã lan lên thế liền sẽ tao nói tao thống với tao mát tao mang thì té tao thống với tao sắp tao mang thì té cho mình mà ham cho mình tao đông tao không tao không việc khác tao việc lắm việc đó là bữa tao mình nước mình nước được ngủ học lát đát lát đát để biết được ai là quá cái đầu hồ công nhân nhảy số để tao chạy với tao trên nhà cao tầng nhảy xuống đẹp nhạc mày ơi từng bảy cũng đã tao bị sâu cát đã rồi bị tông quá còn đã còn bị công cái còn bị công đó loài nhà làm đôi chưa bị ở phía rồi vẫn đã chiến thắng vang dội. Chúc mừng bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Cô Duyên, công nhận dưới là công tử á. Không, dưới con tại lắm chân bùn luôn á. Tại vì như bùn gì này chắc ba mẹ thương lắm. Không, ba con mất sớm mà chú ơi. Phải không? Làm gì phụ mẹ? Còn con thì đó, bởi vì con mới lúc đầu là tính đi học văn hóa nghệ thuật. Xong rồi mẹ đi khám bệnh. Cái bệnh quá rồi con mắc về. Hồi lúc ba mất thì mẹ con mắc nuôi con rồi dế con ông nội bà nội nữa nên là mình nên mẹ mà gánh gọng hết trơn thì mận quá sau này bị suy nhược cơ thể hết trơn luôn bệnh gai cột sống rồi bệnh tùm lum hết trơn nhưng mà mình cũng phải học chứ thí dụ học thành công mình nuôi lên mẹ dạ, với lại làm vuông đó thì làm nặng lắm chú nên là mẹ đâu có làm nặng nổi 5 kg đâu dinh nặng cái là thì thuê người làm nhà mình có tiền mà dạ không có đâu chú ơi dưới quê bây giờ người dân đi thành phố hết này ít thuê cũng gọi là khó khăn lắm dạ mình trả lương cao rồi ta làm cho mình thôi dạ không có chứ đỡ nên là con không dạ gọi là nếu như mình có thành công mà về nhà không có mẹ thì cũng không có vui. Đó cho nên là giờ cái vấn đề không phải mình mê nghệ thuật là mình bắt buộc phải vào showbiz dạ nó có nhiều cách để mình làm.
Ví dụ như bữa nào thu hoạch tôm, mình ngồi mình đàn giữa giữa cái vuông mình ngồi đó. Chiều nào tiếng tôm đi khi bóng ngà xe tàn. Thấy không? Cũng vui bộ không? Dạ. Thiệt mà. Nãy ca hay lắm đó. Ca hay mà, nhưng mà đều đang bị giỡn, đang bị ca giỡn. Ca phải tập trung vô là hay liền. Không có đâu, như nãy giỡn cho vui thôi, chứ nên tập trung là ca hay lắm á. Ờ. Đâu giờ đợt vừa ca bài bolero nghe chơi đi. Giờ mình giải lao trước khi mình thi vòng mới nè. Vậy cho con gan bản tặng bạn gái thiệt. Rồi, chơi luôn. Nãy mới nói tặng mà chữ thôi quá. Không, có đó là cô con nhỏ kia chảnh quá. Sao chia tay em thấy sao về cuộc đời em. Em cô đơn này tiếng hơn đã kể ai xem. Sao chia tay anh tiếng ngồi trong phòng chơi game. Anh không đau, không khóc, lòng cũng chẳng say mềm. Chỉ là chung bối rối theo anh rối vời. Chỉ là chung khói bên trong mặt trời. Có lẽ em đã khóc rất nhiều. Có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Điều đó anh không thể biết em nào. Có lẽ em chẳng không thế nào. Có lẽ anh chẳng bận tâm hay xa xa. Điều đó anh không thể biết em nào. Vì giờ này đã xa phao phao. Nổi hết nhà gà, rất hay. Cái bài này là em sáng tác à? Dạ, bài này Thịnh Si sáng tác. Bài cái bài ơi, bài của con sáng tác. Đâu thí dụ bài sáng tác được rồi, thí dụ rõ lời nha. Rõ. Dạ. Để con nghe ca Hà Đoạn Điệp Khúc đi. Dạ. Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió. Làm sao quên bóng mây đi ngàn đò. Dòng nỗi người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này. Đàn tôi buông là lời trong đêm trường. Em giờ đây vui tình nhật mới. Tôi ngồi đây ôm đàn tôi hát cho vơi đi nỗi lòng một mình tôi thâu. Oh. Bài này tên là Hành Lang Cũ phải không? Dạ không có, bài con sáng tác ơn thiệt. Thì đặt cái tên là Hành Lang Cũ. Con tính đặt Hạ Nhớ. Hạ Nhớ sến vậy. Làm được cái bài nghe cay thì Hạ Nhớ cho. Nên ra là Hành Lang Cũ hay. Đúng rồi, con đăng lên Facebook con like một lượt. Hạ Nhớ. Cái bài này đọc khúc đầu sao? Dạ. Câu A hát câu A đầu luôn rồi. 2, 3. Gió thổi vi vu, nắng lên qua ô cửa trời vung cao. Vài lá me rơi, mùa hạ về trong lòng nhớ thương. Mùa hạ về trong lòng nhớ ai. Đâu đó cơn mưa nhẹ rơi, làm tôi nhớ em nhiều thêm. À, tới đoạn Điệp Khúc á chú. Vô luôn. Làm sao quên hành lang ngày nắng và gió. Làm sao quên bóng ai đi ngàn đò. Dòng nỗi người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này. Em giờ đây vui tình nhật mới. Tôi ngồi đây bên say tình tôi với tiếng đàn tôi buông là lời trao. Em giờ đây vui tình nhân mới. Tôi ngồi đây ôm đàn tôi hát cho vơi đi nỗi sâu một mình tôi thâu.
biết cái nhạc này giống cái kiểu của ca sĩ nào đang nổi tiếng không? Dạ. Đang giống như là Jack á. Dạ đúng rồi, giống Jack. Ca sĩ anh em á. Dạ. À, cái e nhạc rất là giống. Em là đúng là sinh ra là phải đi hát. Bây giờ thì nên dừng lại lấy 10 triệu. Dạ đúng rồi, con cũng nghĩ dừng lại. Ê, sao có duyên quá vậy? Dạ. Rất là nghệ sĩ, hát rất là hay. Muốn làm ca sĩ không? Dạ, có chứ, con muốn. Mai mốt thì một cái chương trình nào đó về hát, thiệt sự tập tành cho đàng hoàng, hát phát âm rõ ra chút xíu nữa thôi. Nhưng mà giữ cái e này, phải giữ cái e này. Tại vì người ta cả đời người ta kiếm ra một cái thứ để mà người ta nhận ra mình kiếm không ra. Còn em là hiện nay em có một cái thứ em hát ra người ta nhận ra em liền. Justin Bieber ha. Justin Bieber. Tao đưa mày 10 triệu cho mày về cho rồi. Bây giờ em nhắc lại một lần nữa cho cả thế giới biết em tên gì. À, tên Lê Hoàng Long, con bà Tám Sa, nhà cây cui. Hết. Chưa. Lê Hoàng Long. Lê Hoàng Long. Lê Hoàng hay Lê Quang? Lê Hoàng Long. Lê Hoàng Long. Lê, thưa quý vị, đây là Lê Hoàng Long, hot boy Dương Tôm. Đến với chương trình này, chương trình hài mà hát không? Sạch sẽ, triệu like. Rung. Ờ, à. Rung. Mới khen xong rung liền hả? Em là Lê Tấn Lợi, bao nhiêu tuổi? Em 23 tuổi. Quê đâu? Em ở Long An ạ. Sao rung? Không biết. Hai cái tay thẳng ra coi. Xé cái tay cũng nát. Đó. Đứng hai chân dang rộng ra nữa. Đúng rồi. Ừ. Hít vô. Vẫn rung. Sao mà đi thi hài lên coi rung sao? Này là thách thức danh hài, chứ không phải là tuyển phi công mà đo độ rung. Trời ơi trời. Ở nhà có ai nói em hài hước không? Không. Bạn bè cái nó có nói em hài hước không? Em nhận thấy mình hài hước hả? Em lên đây em coi em rung sao à? Phan giấu cái dĩa bay của em á, trả liền cho nó về đúng cái nơi nó thuộc. Ê, về em đang đi học hay làm gì? Em đang bán. Bán gì? Bán gì? Bán nước. Bán cà phê hả? Không có, bán trà sữa. À, mở quán trà sữa bán hả? Dạ. Chủ hay là người bưng thôi? Hùng. Hùng. Rồi không rài lỗ chưa cưng? Trời mưa ế cũng chết luôn. Ế chứ, mưa mà ai uống. Đúng rồi, trời mưa ít người uống trà sữa lắm. Ừ. Giờ sao mưa không chuyển bán lẩu đi? Có lẩu trà sữa. Đúng rồi, còn có món lẩu trà sữa. Có, biết. Rồi bán đầu dưới quê hả? Dạ. Rồi lên đây bạn gì? Đi xe Honda lên. Đi một mình luôn? Đi với bạn em. Đi với bạn em, bạn em đâu? Đâu bạn em đâu? Mập lắm. Thế tự nhiên gái người ta chỉ con mập. Không, nhiều khi thân quá đó. Thân vợ quá em. Hả? Vợ em. Nhỏ đó thân hơn. Bị nó dọn về ở chung rồi. Đêm nào cũng gặp nhỏ nó trơn. Hiện tại là có một quán trà sữa, có một người vợ, công việc ổn định đúng không? Có đứa con nào chưa? Mới đám hỏi à, chưa cưới à. Chưa cưới thì đâu có chắc đâu mà kêu dở. Ờ. Nhiều khi phát thiệp còn giỡn nữa mà. Có không. Chắc lấy người ta không? Đợi chắc lấy người ta không? Chắc. Không, kêu con mập là biết lấy rồi. Thiệt, kêu gì kêu bình thường là bình thường, gái nó tán vô mặt chứ đâu có để. À, cuối cùng là xong rồi đó, là đời em là trói buộc rồi đó hả? Là đời hết vui đúng không? Không biết nữa, anh xui. Là bữa nay làm gì vui cho tôi coi đây. Thấy nãy giờ thi là được rồi. Ông gan quá. Nãy giờ là tụi anh trò chuyện là với cái tâm thế là cởi mở. Dạ. Thì tụi anh cười trước khi tụi anh mà bắt đầu nghiêm lại em thi, tụi anh đâu cười. Dạ thi luôn à. Thi đi. À, thi luôn. Rồi mời bạn. Cái gì vậy? Nó thở đó, nó thở. Rồi chưa? Dạ. Bây giờ trước khi nói anh yêu em cái này cho nó dễ thi nè. Thôi. Sao vậy? Không thưa lắm. Giờ không hết yêu hả? Mắc cỡ luôn. Tại mắc cỡ. Gái tao mắc cỡ thôi. Gái tao mắc cỡ, vì đàn ông mắc cỡ. Thôi. Mình đàn ông mà nói yêu phụ nữ đâu gì đâu mắc cỡ. Không nói là không yêu đó. Đúng.
Anh yêu em hả? Anh yêu em hả là đang hỏi thôi. Anh yêu em hả là hỏi, nói là khẳng định, không có hả. Nhìn thẳng vào cô ấy, nói anh yêu em. Câu đó khó nói không? Anh cho câu khác dễ hơn. Sao? Anh không thể sống thiếu mặt. Anh không thể sống thiếu mập. Nhìn tôi chạy vậy, nhìn đến kia kìa. Bây giờ nói lại câu khác dễ nói hơn, nhìn thẳng với cô gái. Anh cần mập. Anh cần mập. Ừ, đó, vậy đó, rồi về tối ăn cho mập vô. Dạ. Rồi, trời ơi, ông bước phía trước rồi, ông thò ra sau, ông bước tiếp. Rồi, hai tao thoải mái chưa? Rồi. Ừ, bung rồi đó. Rồi, tập trung và 60 giây bắt đầu. Chuyện xảy ra khi tôi đang ở trong một khu rừng. Thắng rồi đó. 2 triệu. Thắng rồi đó. Chuyện 2 triệu ra. Trời ơi, ra giấu gì vợ. Trời ơi, hai chồng đến đây mục đích khủng khiếp. Tất cả mục đích lộ rõ. Ghê thiệt, hai vợ chồng lén lút. Dễ sợ thiệt. Chắc vợ chỉ đạo quá. Tôi nghi vợ chỉ đạo. Không biết gì chứ. Không biết gì chứ. Vậy mấy cái này là em tự nghĩ ra hết hả? Em tự nghĩ hay không? Hay không hả? Hay không hả? Tao mới cười xả dao nói hay không? Em bị vậy lâu chưa? Hả? Mặt nó cưng quá à, thiệt á. Anh cười là tại vì nãy giờ anh thấy em dễ thương. Và cái động tác xoay đó là anh nghĩ là những cái gì nãy giờ mình trò chuyện với nhau. Nên anh cười. Dư chấn. Ừ. Chứ không phải là vì cái câu chuyện nó có để gì có coi. Chuyện chưa... trong khu rừng, anh biết trong khu rừng nó đâu. Thôi mà kệ đi, vợ được 2 triệu rồi, tiếp đi. Ừ. Tiếp đi, lấy 10 triệu. Đang vui đang đó. Vui đó. Thì anh tiếp không bạn? Cười lắm á, anh đang cười đó. Thằng, nó đang tập thể dục cái gì kìa. Bức bóng chân. Em làm rồi. Lại cái nãy nữa được không? Được. Rồi. Tiếp theo. Sau cái cú té rồi mà diễn. Phải té xong mới diễn. Thì để té nữa. Nó tốn thời gian trời ơi. Ta tao muốn té. Rồi. Thi tiếp. Rồi chưa? Nữa không? Khoan anh. Nữa. Giờ gật đầu rồi, cho rồi. Bây giờ lấy 10 triệu ngon hơn. 2 triệu còn ít lắm. Lấy 10 triệu đi. Trời rung. 2 tiểu phẩm. Dạ. Rồi. 60 giây. Bắt đầu. Nãy nói gì quên rồi ta. Mười triệu. Cái này mới hài nè. Vì em biết sao không? Em chân thật. Em biết sao anh Sơn Thành cười không? Cái kiểu đó, ví dụ như anh Sơn Thành lên diễn là y chang vậy được. Nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được. Bởi vì cái đó là cái thật. Chính xác. Tại vì em biết, ví dụ như anh Hoài Linh với anh Trường Giang, hay là anh ví dụ vậy, diễn cái đó là tụi anh dùng kỹ thuật biểu diễn. Và tụi anh biết là làm thật nhất để lừa khán giả, để họ cười. Đó là tụi anh hiểu nghề. Nhưng một người bình thường không bao giờ diễn được như vậy. Chỉ có những người thiệt sự là như vậy mới diễn được như vậy. Và ông trời nhiều khi cho em một cái số phận là số được của. Hiểu không? À, người ta cũng ra nói người ta trật. Em ra em bẻ người, em hỉ mũi, em cười, rồi em chà mặt chà mày, thôi được 10 triệu. Âu cũng là 2 chữ định mệnh. Nha. Rồi, bạn ơi. 10 triệu rồi. Vòng sau là 20. Hỏi vợ coi là thi tiếp hay ngừng lại. Nếu em thi tiếp em được 20 triệu. Nhưng mà rớt rồi cái mất 10 triệu uổng lắm. Đúng rồi. Em cơ hội nó nhiều hơn là 10 triệu đồng. Mà nãy giờ chưa thi cái gì luôn. Hiểu không? Nãy giờ có thi cái gì đâu. Mà biết không? Đang có duyên. Kiểu gì tao không cười cho má. Đang có duyên. Thiệt. Làm cái gì mình không phải té nữa tao cười nữa. Này anh nói em nè, anh là người rất khó cười mà em say cái anh cười liền. Đúng không? Em mà thua là về anh chửi em chết luôn. Ủa? Này khoan, cái này mình hỏi lại nè. Ai là người bắt em phải đi thi cuộc thi này? Em nói em đi thi cái đi theo vậy đó, chứ thua là anh chửi.
thì theo thua chữ mắc gì chửi người ta. Bán trà sữa em chết luôn được 10 triệu không về. À thế em chết luôn được 10 triệu mà không về. À, để làm gì? Thôi bây giờ tôi phỏng vấn cái cô áo vàng này. Cơ hội để bước vào gala để mang về 150 triệu đó là cái cơ hội về tiền bạc, còn cơ hội để tỏa sáng trên bộ sân khấu hoành tráng. Đó, cho nên bây giờ anh biết bán được một ly trà sữa thì lời được bao nhiêu đồng, mà bao nhiêu ngàn ly trà sữa mới lời được 10 triệu đồng. Đúng không? Chửi cũng có cái lý của người ta chứ. Mà sao mắc cười vậy? Nhiều người ta. Cái gì? Nhiều nó tính nè. Sao? Mà nói gì? Bao nhiêu trà sữa lời được bao nhiêu triệu? Nó tính được cái em không biết. Rồi bây giờ tôi hỏi bà vợ nè. Cái cơ hội bước vào vòng gala là cơ hội kiếm 150 triệu đồng. Đó là cơ hội để mà tỏa sáng, và cái cơ hội gọi là nổi tiếng trong cái giới trà sữa là chỉ có một lần duy nhất, là ngay bây giờ. Tại sao lại chửi chồng mình? Cơ hội chỉ có một lần. Em đâu có chửi đâu. Nãy người ta tố cáo thu về chữ nó 10 triệu. Nó nói là bán trà sữa 10 triệu quá trời, bán ế. Thấy bà như chữ quay phim không dám nói gì đâu, về nhà mới nói. Bà trả lời đi, bà trả lời đi. Bà về nhà bà có chữ người ta không? Không. Hả? Hứa đi. Hứa, giờ cho thi nữa không? Đi tiếp à. Tiếp kìa. Ta cổ võ rồi kìa. Lệnh bà đã ban xuống. Nhưng giờ em thi lại cái nãy nữa. Cái gì nữa? Tùy em, cái đó hoặc cái khác. Thấy cái nào vui làm. Em có một cái á. Nhưng mà hai cái giờ xuống cái nấu thách thấy sợ. Cái miếng cái thứ hai là cười nữa. Là một cái nhưng mà diễn hai cái cười lắm. Ừ, dám chắc không? Thì bây giờ là hồi nãy là tới khúc nào hồi nãy chứ thành mình cười anh rồi ta. Thì té thì thôi cứ làm gì đó. Mới nói gì quên rồi. Thì vậy thôi đó. Đó là từ khúc đó. Rồi em quên nữa là cười nữa mất công. Em quên nữa cười nữa mất công. Em anh có cảm giác như hụng, em mới đẻ ra hụng qua đó. Em không có biết cái gì trên trái đất này trơn. Em hỏi thiệt nha. Ví dụ sau đêm đám cưới rồi dắt vợ về phòng tối đó biết làm gì không? Chắc ôm ngủ rồi làm gì? Đếm tiền ông nội, nghĩ gì á? À, đếm tiền cưới. Nhưng mà em đâu được giữ tiền đâu. Sao biết? Sao biết? Bán trà sữa nó giữ hết. Từ tháng được phát nhiêu? Ngày 50 ngàn. Ngày tháng 15 triệu nhiều chứ. Ngày 50 ngàn, tháng có 1,5 triệu. Tháng có 1,5 triệu. Trời ơi. Trời ơi cái gì? Giờ thi nữa rớt cái chết. Em ơi. Dạ. Cứ suy nghĩ, bình tĩnh, quyết định thi tiếp hay ngừng lại. Không gì phải sợ hết. Thi tiếp. Thi tiếp. Rồi, 60 giây chuẩn bị. Và thời gian bắt đầu. Chuyện xảy ra cách đây 3 năm về trước, khi tôi đang bị lạc trong một khu rừng. Lúc đó tôi té vậy nè. Nó xàm không còn cái chỗ nào mà nói. Nó xàm đỉnh cao luôn thiệt. Ở mùa này, tới hiện tại giờ này, em là thí sinh đầu tiên mà ba vòng mà chưa hết một nửa kịch bản. Thiệt á? Em là sinh vật lạ. Nha. Anh nói em là hàng hiếm triệu like. Trời ơi. Em ơi. Định nói gì nói đi. Thôi, gì nói đi. Tình đâu có nói gì đâu. Hai chục. Ê, bộ lúc nào lấy được tiền gì cũng báo cáo về vậy hả? Dâu cũng chửi nữa. Tôi có cảm giác á, bà vợ là bà lá xác hay gì vậy? Nhỏ này như muộn sim la vậy gì cũng chửi. Nè, bây giờ bắt đầu điềm tĩnh lại nè, phân tích nè. Khát nước quá. Đây. Cơm bưng nước rót hai luôn, hai chai luôn. Thôi sao trong ngày cưới. Rồi. Cơm bưng nước rót. Uống đây. Rồi coi. Uống vô. Trời ơi, tim đập.
Sao bụng bự vậy? Uống trà sữa ế riết bự hả? Làm sao? Ế thiệt á. Ế thiệt. Trời đất ơi, em tin anh đi nè. Sau cuộc thi này nguyên cái Long An nó xúm lại quán em, nó uống, tin anh đi, nó thiệt. Thiệt. Bây giờ này mình phân tích nè, về sự phát triển của sự nghiệp trà sữa của em nè. Được. Cái quán hiện tại là một quán chưa có tên tuổi đúng không? Đúng. Nếu có tên, em... có tên. Có tên rồi. Tên gì nói luôn. Cay. Trà sữa biểu là uống mà kêu ta cay là không uống nữa hả? Cay là trời, bầu trời. Cay. 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 Bởi tôi tưởng uống trà sữa biểu ta thèm không chịu. Cay là đừng uống nữa. Trời ơi. Là si cay là bầu trời. Ai đặt? Em, tại mới đầu là em bán ngoài đường á, ngoài vỉa hè á. Ừ. Rồi cái thấy trời, bầu trời cái thấy đặt bán ngoài trời đặt tên cay luôn. Lãng ra. Đúng rồi, cũng có lý do. Đã ngồi trời thấy trời hoài, sky đặt cái tên để nhớ là mình đã từng lăn lộn ngoài lề đường. Hên là ông bán ra trong mấy nhà, mấy trong nhà đặt hiên. Hiên là gì vậy? Mấy hiên nội. Hiên hả? Hiên. À, mấy hiên. Ông này giống như ông từ hành tinh đầu xuống vậy đó. Nè, bây giờ để tôi phân tích lại nè. Bây giờ nè, để chị chưa phân tích được đường đời sự nghiệp nè, nghe. Hiện tại là quán trà sữa của em ở Long An là chưa nổi tiếng. Dạ. Đúng không? Chưa nhiều người biết, bởi vậy mới gọi là ế. Sau cú này, nếu dừng ở đây thì cũng nhiều người biết rồi. Nhưng mà nếu mà bước vào gala rồi và nhận được, ví dụ bây giờ mà em thi nữa, em được 40 triệu rồi 100 triệu nữa. Hồi thì, hả? Hồi. Sao hồi? Sao 100 triệu nổi? 40 còn dám đi. Chửi, dữ lắm anh, tin thiệt, nó thiệt. Nhưng kiên quyết. Nè. Coi nó hiền như nó dữ lắm. Em, mai mốt em phải anh tiếp ý của anh Giang. Cái quán trà sữa của em, người ta đến uống một là tò mò gì hot boy bán trà sữa đã nhận được giải thưởng lớn của chương trình. Cái thứ hai là người ta tò mò để em xây dựng một thương hiệu trà sữa chửi. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, người ta chỉ kéo ra đứng chửi, kêu ra đứng chửi thôi. Hiểu không? Ừ. Chịu không? Chịu không? Khoái. Khách vừa tới đừng cho nói gì chân, ngồi im lặng. Kêu gì cũng đừng trả lời, quay hỏi gì muốn sao. Ừ rồi đó, vậy thôi là khách thích liền. Ê, chết luôn. Toàn bộ Long An và 12 tỉnh thành Đông Nam Bộ, toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long sẽ dồn về quán em. Tập trung tại quán em, chỗ đâu ngồi trà. Từ đó quán em sẽ không còn là trà sữa bình thường, em sẽ là trà sữa sân vườn. Thôi là sữa chửi. Đúng. Mê loại hình đó rồi. Em sẽ là trà sữa chửi. Bước ra từ thách thức danh hài. Đúng vậy, khủng khiếp. Một quán bao tất cả khách khứa của toàn bộ miền sông nước. Đó, tất cả thu nhập tăng lên. Em mua xe hơi, em đi giao trà sữa. Đúng vậy. Tới nơi, bấm chuông, rét. Tuột kiến xuống, đẩy ly ra. Đây, thâu tiền, nhiêu? 15 ngàn. Bỏ vô. Nhẹ nhàng. Mà một ngày bán 20 ly nha. Bán 20 ly, tiền xăng. Trăm mấy. Ừ, sao kìa? Chịu không? Em hỏi lần cuối ha. Hỏi lần cuối nè. Chơi không? Chơi không? Trời chứ. Đúng hả? Nhưng mà anh có một cái đó đó. Anh Diễn không cười là mất tiền về. Chửi, đừng chửi, hứa đi. Bạn cứ quyết định đi ạ. Dạ, thôi giờ sao? Biết sao? Tiếp ha. Em tiếp luôn. Nói bất chấp một phút không cười là nói tiếp. Nói bất chấp làm gì làm. Và đi tiếp là... à, em xin đi tiếp. Đi tiếp. Cẩn thận nha. Đừng phải ráng mới được. Đừng có gồng. Đừng có gồng chứ. Đừng gồng hả? Cứ bình thường đây. Bình thường. Vòng 4 là giám khảo sẽ khó khăn hơn đó nha. Chuẩn bị chưa? Nhanh. Và 60 giây bắt đầu. Đó, tôi té vậy đó. Rồi cái tôi bò vậy nè. Cái tôi thấy con rắn. Tôi sợ quá trời quá đất. Cái tôi ngồi dậy, tôi móc điện thoại ra, tôi gọi cho mẹ tôi. Thật ơi, không chịu bắt máy nữa. Bốn mươi triệu.
Trời ơi em ơi, mày duyên lạ, duyên lùng luôn thiệt á. Trời ơi, bây giờ tôi có tiền tôi sắm nhỏ này về nuôi liền thiệt á. Duyên khủng khiếp. Ngày cho hai ly chục. Mà ở đâu mà nó nghĩ ra cái chi tiết? Điện. Để im, trời im, ơi, im, để yên lâu. Để im lâu. 4 trời giây. Ơi, không chịu bắt máy. Lần đầu tiên trong tất tức trên hài, một kịch bản xài 5 vòng chưa hết. À, ê, nó nghe nè cưng. Dạ. Chơi vòng trăm không? Thôi, sợ quá. À. Nói em nghe nha, Trường Giang là rất ít cười. Mà giờ chạm tới cái dây điên của ta rồi, khó dừng lại lắm em. Bây giờ với ông thừa thắng xông lên, con người hơn thua nhau là đúng thời điểm. Đúng. Trời ơi em ơi, tưởng tượng đi, 100 triệu cả đời em sao kiếm được. Một câu nói 60 triệu, nghĩ đi. Bạn có hai lựa chọn nha. Bây giờ mình đi tiếp là lấy 100 triệu, hoặc là ngừng ở đây để vào gala. Bây giờ nè, bây giờ để anh phân tích lại nè. Dạ, nữa hả? Nữa. Thiệt, thầy phân tích nghiêm túc. Dạ. Hiện tại là 40 triệu. 2 năm trời, nếu bắt đầu sự ổn định mới kiếm được số tiền lời đó, chưa tính tiền lương hai vợ chồng. Dạ. Là số tiền quá lớn. Mơ ước của một người bình thường không bao giờ kiếm được. Nghiêm túc. Ở dưới miền Tây anh biết, thu nhập đầu người nhiều khi một tháng 700 ngàn. Một tháng nhiều khi 700 ngàn một đầu người. Mà chi phí cho 4 người con. Đó, em đang có một số tiền mơ ước. Nhưng hiện tại em đang được lợi thế là anh với Tiến Thành đang rất là thích và khán giả đây rất là hào hứng. Em làm cái gì cũng cửa chứ. Em bây giờ là ngôi sao đó. Nhưng mà không phải nhìn lại cho kỹ, số tiền 40 là số tiền lớn. Nhưng cái cơ hội kiếm 100 triệu bây giờ nó lớn hơn cái cơ hội đang có 40. Nãy giờ em xài một cái một, em có nói gì đâu. Nhưng mà cái khúc mắc cười thứ hai em xài luôn rồi đó. Nó nói alo, không bắt máy. Rồi xong rồi, giờ biết diễn. À, em biết khúc đó khúc mắc cười luôn hả? Dạ, khúc đó mắc cười. Ghê à, alo. Ghê à. Mà giờ còn gì không? Quan trọng là còn gì không? Em phải biết rằng vậy nè, nếu em còn, cái khả năng em kiếm tiền cao lắm. Tại vì em thử, em dùng cái sự suy nghĩ của em đi. Em cho đến giờ phút này là cái người làm cho khán giả trường quay cười rần rần mà cười mỏi miệng nhất tới bây giờ nha. Em là phải nói là sinh vật lạ đó. Kêu nghỉ rồi kìa. Ai? Mình là người chồng trong gia đình. Lên bà hạ lệnh nghỉ à? Mình là chồng, mình muốn gì vợ mà ý kiến sáng bật tay luôn. Quan trọng bây giờ còn cái gì không? Để em nhớ rồi nãy em diễn tới đâu à? Nghe điện thoại. Không hả? Nghe điện thoại. Hả? Rồi đó, tới đó cười rồi ông ơi. Sao áp lực ta làm chi vậy? Cứ để bạn quyết định nha. Bây giờ thi tiếp là cơ hội 100 triệu hoặc là gần lại 40 triệu bước vào đêm gala chinh phục 150 triệu. Còn miếng là còn cười, bảo đảm. Cứ còn miếng là còn cười. Tại bây giờ đang trong cái ga cười của anh với anh Tiến Thành thì ai chưa chắc em làm anh cười được. Thiệt. Giờ làm sao phải nén em nghĩ ra. Nhưng mà giờ em không biết em làm cái gì nữa. Anh chỉ em cái đi, em làm vui lắm. Anh chỉ em. Anh chỉ em làm, anh biết trước cho anh cười. Hả? Còn không bao giờ vậy, anh gửi nè. Em mời vợ em lên đây. Đó, em làm gì làm. Thôi con nó chửi, giỏi lắm. Thì để nó chửi thôi. Sao, anh thấy sao? Nè, bây giờ anh chỉ em luôn nè. Em mời vợ em lên, em diễn lễ cảnh hồi xưa em cua vợ em sao. Vậy thôi đó. Em đừng có kể trước nha, đó anh em chỉ cần cua nó thôi là có chuyện làm rồi. Vậy thôi. Lên em. Em không cần nói, nhỏ áo vàng không cần nói, để nó nói. Lên cưng. Ê
Chừng nào cứ ra duyên cưới. Bây giờ là đây là tụi em sắp sửa trở thành cặp vợ chồng quyền lực nhất Long An. Thấy không? Nguyên một xứ đồng bằng sông Cửu Long sẽ nhớ tới tụi em. Bây giờ đây, đằng sau lưng người phụ nữ quyền lực cua bả như ngày đầu tiên. Dạ, giờ vậy em xin đi tiếp. Đi tiếp. Lớn á, trời lớn á. Tập trung nha, thoải mái. Chừng nào sẵn sàng rồi ra dấu hiệu. Tao không cười ra, tao thiệt thề mày luôn. Không. Đồng, đồng dễ cự lắm. Bình thường thôi, thả lỏng. Và 60 giây bắt đầu. Đi đó ngồi đi. Ủa mà mới cua không có ngồi chung. Em mới cua không có ngồi chung. Em tôi muốn coi nó diễn dài hơn nên tôi ém lại. Bây giờ nó ém không được. Bây giờ diễn thêm tí đi, tôi đang muốn coi dài hơn. Coi như đang coi như có tiền rồi, diễn thêm. Khát nước muốn chết luôn, sao nói nổi. Chưa cua vẫn cười rồi cua gì nữa. Nè, vừa diễn vũ, vừa diễn vũ. Em cũng khác. Trời đất ơi, ai mày tới đây sao mà dọn bàn ăn cơm luôn đi. Hai chồng mạnh đứa nào xin được xin hoài. Nước chùa hả? Hết giờ rồi kìa. Thôi giờ em mừng quá, không biết làm gì luôn nữa. Xàm không. Toàn là xàm không. Thôi ngồi hoài vậy đi. Làm lỡ, làm lỡ. Rồi bấm giờ diễn lại từ đầu nha. Ui. Thôi sao diễn ăn rồi mà. Qua qua để anh nghe ban tổ chức thông báo. Ban tổ chức thông báo. Dạ dạ. Ban tổ chức nói là phải diễn hết, còn không là không có trao giải đâu. Thôi. Thì bây giờ có diễn đây. Bắt đầu. Hồng ơi, đây là em đâu quên rồi câu ước hẹn. Có lẽ họ đẹp họ sang của nhà cáo cửa rộng nên anh đắm anh sai anh to anh mong còn nhớ chi người cô em gái đang ngồi đó. Hai người cười ngồi kìa. Thôi được rồi. Trời ơi, bá đạo. Trời ơi, nó chịu hết nổi rồi, nó hung nhỏ kìa. Tấu giờ có chửi không bà? Hồi ôi giờ nó về nó ôm nó hung kìa coi. Thôi bây giờ nè, bây giờ nè, tôi tức quá, cười sớm chị không chị được à. Ta ém trời trời. Ôm hoài vậy. Nhà cũng ôm nó hoài. Bởi vậy bắn ế không chết. Tại ôm bắn ế đúng không? Ôm ta không vô. Ôm ta không vô kìa. À, không ôm chị không nổi. Không ôm chị không nổi. Ôm khách không vô. Ở nhà là em ở nhà em ôm. Đây là trên sóng truyền hình, tất cả mọi người đang nhìn thấy tụi em. Vậy anh cắt khúc đó anh em. Bây giờ này, bây giờ cho tôi hỏi nè. Hồi xưa vì sao mà hai người gặp nhau và vì sao mà em tán tỉnh bạn gái rồi dính nhau? Đi đám cưới không? Em nói đi chung đám cưới. Cái sao ta? Nó phái em cái nên nó... Đang kể. Nó phái em cái xin số điện thoại của một bạn em, xin em cho số điện thoại. Cái em cua mà em cua lộn nhỏ bạn của nó. Xong rồi cái mới biết là nhỏ kia có ghệ rồi, không dám nhắn tin nữa. Rồi sao gặp bả?
Thì em đi chơi với thằng kia, cái thằng kia nó nói nhỏ này cũng phái mày lắm á. Cái cho lại số, đúng số của nhỏ này. Đâu vậy nó quýnh nữa, nó chịu nữa. Tố nó đi, tố có vậy. Có tiền dễ vậy quýnh em. Đó, nghe không? Có tiền dễ gì quýnh. Hai đứa cưng quá tụi em ơi. Tụi em giống như là trời sinh cặp, người ta nói là cá mè một lứa. Nó làm sao? Nó giỡn chứ. Ghẹo á, ghẹo. Hai đứa dễ thương lắm. Thấy không? Đứa không nói gì trơn, thằng kia nói hết trơn. Đứa kia không có nói, về tối chửi thôi. Cưng quá. Giờ có 100 triệu định làm cái gì? Làm cái gì vậy ta? Em cũng biết. Trả nợ. Nợ ai? Nợ gì? Em mượn nợ thằng bữa đám hỏi nó đó. Không có tiền, cái mượn nợ giờ về trả. Mượn nhiêu, mượn nhiêu? 10 triệu mua vàng. Rồi mẹ cho miếng bù vô mới đủ vàng cưới. Bán trà sữa được nhiêu mà dám mượn 10 triệu mua vàng? Thì mượn vậy chứ không biết chừng nào có trả. Trời ơi, giang hồ gì đấy sao? Chết, đừng, đừng em đó nhỏ chửi em chết à. Nhỏ cho mượn nợ á. À, nhỏ mượn nợ chửi. Ê, giờ có tiền còn dễ giàu gì chửi. Đâu dám chửi mình nữa. Giờ em đại gia rồi. Giờ có 100 triệu bán trà sữa không? Bán chứ anh, trời ơi. Em trông lên, anh cho người ta biết quán. Bán sushi nữa. Ờ quên, có bán sushi nữa. Đẻ ra dễ sợ, mới lấy 100 triệu đẻ ra món em bán. Mai bán bánh lan trứng muối nữa nghe. Không có, cũng có bán nhưng mà cũng ế nữa, không giới thiệu. Cũng ế luôn hả? Ế. Xem bán gì cũng ế đâu vậy? Có biết đâu, đó bán ngoài vỉa hè thì ngày cũng kiếm được 200 ngàn. Mà mưa cái trốn vô nhà cái chết luôn. Cưng quá, hai đứa này nó cưng quá trời cưng. Em run quá, trao giải em vô. À, anh nói cho em nè, em là vừa có duyên mà em rất là thông minh nữa. Em thông minh mà em gọi là lau cá luôn mà. Hiện tượng luôn thiệt á. Thiệt á, em là nó cưng ghê, nó thương vợ nó lắm. Hai đứa nó đụng cái gì đó nó hửi hửi hoài. Hửi vợ mà thường hửi là mấy cái con gì? Mấy con người mà tình cảm người ta mới hửi nhau. Ừ, anh nói gì đâu, định chửi vậy đó. Đó, hửi nữa. Không cá coi. Hửi, không cá cái đi. Người ta đem về 100 triệu. Tài giỏi, không cá. Ôi, nó giỡn cười tới chèo. Tờ tờ. Mắc cỡ, cười không vậy đó. Đó. Đâu ngậm miệng lại được đâu. Hôn nhỏ con cái đi. Mời giải thưởng 100 triệu. Ê! Dạ kính thưa công ty Điền Quân, cảm ơn anh Trấn Thành, anh Trường Giang đã cười em được 100 triệu. Em xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Em hứa, em hứa sao? Em hứa sau này em không dám. Ủa lộn, sao? Để xếp xuống. Em hứa, hứa gì vậy? Em hứa sẽ làm quán trà sữa sau đó. Đổi tên gì đó, đổi. Em sẽ là... Thôi, hot boy. Em sẽ là hot boy trà sữa. Em sẽ bán được trà sữa nhiều hơn. Ok. Vậy em về ông nội? Dạ, em đâu rồi. Rồi, được rồi. Được rồi ha. Phải có bả mới thi được hay sao? Sao cũng còn đúng nữa. Mà tại sao phải có con vợ mới thi được? Em không biết. Truyền lửa hả? Hả? Truyền lửa đúng không? Cổ động đúng không? Nhìn cười mắc cười. Rồi, giờ thì sao? Ê, nó nghe nè, mình có nhớ bữa nay mình đi thi không ta? Dạ, chào khán giả. Ghê lắm, mánh mung lắm chứ. Hôm bữa là chỉ có nói chuyện thôi là đủ cười, bữa nay hát bài nghe chơi được không? Trước khi thi. Hát không được cười nhưng... Tại cười vô thi không cười được. Giờ hát, anh yêu cầu đi. Em muốn hát gì em hát?
hát. Bài gì mà bạn thấy thuộc nhất á, bạn hát? Bài gì bạn học bạn hát được hát? Bài gì của anh hát em quên rồi. Bài giả vờ yêu hát sao mới đầu ta? Đêm chia ly. Đây nó nghe nè, mình có nhớ bữa nay mình đi thi không ta? Bữa là chỉ có nói chuyện thôi là đủ cười, bữa nay hát bài nghe. Bài gì mà bạn thấy thuộc nhất á, bạn hát? Ghê lắm, bánh mùng lắm chứ. Đêm chia ly, mưa rơi hên hao. Đêm chia ly, mưa rơi hên hao. Bước chân anh trên đường khuya hoang vắng. Sau đêm nay, hai đường hai lối bước. Đường đi mất sẽ vắng bóng em bên đời ai. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy đôi nghe đi. Những năm tháng yêu nhau giả vờ, mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc buồn đắp ai kia. Lối đi đến nơi nào cho chúng ta, đành thấy tôi cứ chia tay dù biết sẽ tốt cho nhau. Bất cứ bước em về với người, lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em. Chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Nè nói nè đó, bạn hát bài tôi trên đầu đám cưới, có muốn tôi hát tặng bài này không? Nó ừ ra đi. Giờ thấy trong rưỡi về cưới luôn, hỏi đợi ra duyên. Ừ, mà MC có duyên, sợ đám cưới ta lên hát giả vờ yêu. Mà công nhận bài này em hát hay hơn Ngô Kiến Quỳ. Trời liếc. Ca hay quá. Ca hay, đẹp trai. Mà ca sĩ không ai sắn quần vậy. Ca sao mà kéo quần nó ghê. Xả lai ra, thoải mái đi. Thoải mái đó, để quần bị rộng không? Dạ, hơi rộng. Kéo ra chi ông nội ơi. Ai cần kiểm tra độ giãn đâu. Rồi sao rồi hổng ra về rồi còn buôn bán không? Bữa giờ hả? Thì xong lấy 100 triệu, người ta biết người ta vô đông. Tại nãy anh kia dặn nói vậy. Mã tay làm gì sao cứ hết chùi cái này rồi tới khiệu kia rồi cào rồi ghẻ rồi nó mọc được quá trời. Bây giờ anh nói nghe nè, em hiện tại là nó đã có một giải thưởng lớn ở vòng trước. Vô vòng này nếu được giải thưởng nữa là thành 250 triệu. Đó là một hành trang cho một tuổi trẻ như em là rất lớn. Thứ hai là em đẹp trai, em hát hay nữa. Em hoàn toàn có thể bước vô showbiz nếu có người đứng đằng sau lưng. Đúng luôn. Và anh nói cho em nghe luôn, trong showbiz rất nhiều cô gái xinh đẹp. Thôi chết. Thôi chết. 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 Đâu biết tính người ta rồi. Em nói thiệt. Em ơi, em nên nhớ nha. Một, em năm nay bao nhiêu tuổi? 23. 23. Một người đàn ông 23 tuổi trong tay nắm giữ một gốc 4 tỷ, 250 triệu đúng không? Một gốc 4 tỷ. Chưa gì hết. Chút chuyện không cười quê chết luôn. Thiệt. Không, tôi đã nói rồi, tôi nói, nếu mà... hãy tưởng tượng về điều đó. Một người đàn ông 23 tuổi sinh sống như những ly trà sữa, đột nhiên ngày mọi gốc 4 tỷ ập tới gia đình. Và anh ta sẽ có khả năng đi hát được. Tại giọng hát hay, có tình cảm. Đẹp trai. Đẹp trai, quan trọng gãi liên tục. Khán giả sẽ yêu thích em. Những cô gái đẹp sẽ yêu thích. Đúng. Những cô gái đẹp của showbiz bắt đầu để ý tới em. Cô gái đẹp phái gãi lắm. Cô gái đẹp phái gãi. Trời đất ơi. Gì? Thiệt cô gái đẹp. Ai cô gái đẹp khoái gãi bà nội? Từ nãy nói thì em khoái gãi những cô gái đẹp sẽ để ý em. Tôi nói là bạn khoái gãi, khán giả thấy bạn chân phương sẽ để ý bạn. Còn những cô gái đẹp là Trường Giang nói, bạn đừng có gom lại thành một chuyện. Nghe rồi. Giờ sao? Giờ thi hả? Thi chứ giờ rung. Đi đi. Thi.
Phan giờ thi cái vòng, có vòng một luôn, thiệt không nghĩ ra được gì. Thức tới 4 giờ sáng tập, kêu nó tập trung, bữa nay rớt là chết luôn. Giờ em làm tiếp cái hộp. Lạc vào khu rừng, té cái bạch. Đang nghe điện thoại. Đúng rồi. Đó. Không, kể lại chút xíu cho khán giả hiểu. Là làm sao, kể lại cho khán giả nhớ lại nè, cái vòng bữa làm sao nè. Gặp rắn. Là em đi rồi, em mơ đúng không? Kể là kể, cái chuyện đó sẽ rồi. Còn từ cái lúc mà nghe điện thoại xong tới tiếp theo đừng kể nữa. Bây giờ em kể trước, tức là thay vì khán giả họ có coi số đó thì họ hiểu, còn họ không coi họ vẫn hiểu. Hiểu không? Họ không hiểu, họ mới coi lại cái nữa. Coi vô YouTube. Mày làm gì, mày làm gì mày ơi. Trả keo quá sợ. Rồi chưa? Rồi. Rồi thả cho má nghe. Thời gian 60 giây, vòng 1 bắt đầu. Ồ, có một con rắn. Sợ quá, giờ phải lấy điện thoại gọi cho mẹ. Alo. Làm gì gọi từ bữa ghi hình tới bữa nay chưa chịu bắt máy, giờ mới bắt máy nữa. Giờ sao? Giờ đang gặm rắn mà sợ. Đã chiến thắng vòng rồi. Chúc mừng bạn qua vòng 1. Nụ cười từ Chiến Thành. Sao nó lãng vậy trời? Điện của má rồi, giờ đang gặp gắn. Trời ơi thiệt. Anh Trường Giang sao không cười? Tao đâu thấy mắc cười. Cũng mắc cười đó. Cũng mắc cười đó. Cũng mắc cười hả? Biết rồi, có mắc cười. Gặp rắn mất gì gọi cho má. Thì thấy gắn sợ mà em chưa sợ. Ừ, chưa cười. Quên, còn khúc sau mới mắc cười. À rồi. Rồi. Vòng 2 nha. Rồi, vòng 2. Câu chuyện cặp con rắn bắt đầu. 60 giây, thời gian bắt đầu. Giờ con đang gặm rắn. Giờ má, giờ sao không sợ? Rồi, hiểu rồi. Mày no rồi con. Bà nói là giờ tao quay đầu bỏ đi, giờ tao nắm đầu mày, tao quay trước rồi tao bỏ đi sao? Vẫn đã chiến thắng vòng rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, bạn đã tại sao? Đơ ra chết thì không được, chắc luôn chết. Chiến Thành cười rồi. Nhưng mà em muốn phái hai người cười luôn. Vòng 2, anh Chiến Thành lại cười. Khoái chinh phục hai người. Là gặp rắn là quay đầu bỏ đi, mai mốt là biết mình là bản thân là có vợ rồi, mà gặp nhỏ khác thích mình cái gọi vợ nó quay đầu bỏ đi là cũng làm y chang vậy luôn á hả? Vậy thí dụ như mà hôm bữa không gặp rắn mà gặp con vợ, rồi má nói gì rồi không lẽ cầm đầu con vợ quay? Ý cái đó chỗ mắc cười là má kêu quay đầu bỏ đi là quay đầu đi vậy nè, mà không quay đầu đi. Ai không biết ông nội đó mà giải thích vậy? Không hiểu khúc đó hả? Sao không hiểu? Hiểu sao cười ông nội? Chỉ có ông mới là không hiểu câu hỏi của người ta thôi đó. Vậy em hỏi em gì vậy? Trời ơi. Bỏ đi. Rồi giờ vòng 3 lại gì? Rắn chết rồi làm sao nữa? Bây giờ quay con rắn rồi. Ông quay con rắn xong rồi đó. Còn không? Còn mà chắc xàm không cười. Thiệt xàm. Thử luôn đi. Rồi vòng 3 nha. Sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi hen. 60 giây bắt đầu vòng 3. Mém dính luôn rồi đó. Vẫn đã chiến thắng vòng rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Ủa, ông kia ông bị đứt dây cười rồi. Không phải. Rất là nhạy bén, nắm bắt tình huống, rất là thông minh. Mà mắc cười không mấy bạn, đúng không? Thế lực. Tôi đâu có bị điên mà tự nhiên tôi cười. Nó nắm được tình huống, nó biết. Mà nó dùng cái từ mém, thấy ghét. Mém dính luôn rồi quay qua cười xong chạy làm như mừng đó. Dễ sợ thiệt. Rồi, bạn ơi, vòng 3. Bây giờ là vòng 4. Tôi chưa từng thấy một thí sinh nào tới thách thức danh hài có một câu chuyện con rắn thắng gần 170 triệu. Khủng khiếp. Làm cái gì hết trơn cái trội, nó không có làm cái gì. Câu chuyện điện thoại gì cho bà mẹ thôi 100 mấy chục triệu. Rồi bà mẹ cũng không biết trả lời cái gì luôn, 100 mấy chục triệu. Giờ không em mà được vòng 4 là qua vòng 5
kêu nó lên diễn chung luôn. Anh cười đi, em diễn một năm coi hay. Giờ anh ráng cười với em này đi. Cái này cũng hơi vui thôi à, chứ không vui lắm. Ráng cười này đi mấy cô đợi vòng năm. Rồi, làm. Vòng 4, thời gian 60 giây bắt đầu. Sau khi gặp con rắn, tôi mới đi qua bên đây. Tôi thấy có con nhỏ con gái ngủ. Cái tôi để nó ngủ với kêu dậy nó chửi. Vẫn đã chiến thắng vang dội. Vòng 4, bạn đã qua được. Lên, ủa chưa? Lên. Chưa chút chuyện. Là cái con gái đó là con vợ đó hả? Công chúa ngủ trong rừng. Rồi công chúa này mà chửi con vợ mới chửi thôi. Không, công chúa mà ám ảnh con vợ. Em chắc chửi nhiều quá ám ảnh. Chửi nhiều quá. Nhưng mà nếu mà được 100 triệu, 150 chắc gắt nước nữa. Thề luôn. Con quỷ ghê. Nãy giờ tôi chưa cười luôn á nha. Đó. Đây. Đây. Lấy miếng nước đây uống. Ê nó nghe nào, tôi không biết sao chứ một chai nước là 1 triệu đó. Không thể uống mấy chai rồi. Uống cái mỏ thấy ghét. Y như con cá chiều kiến. Mỗi lần mà nó hung vợ chắc chết thiệt nhỏ. Chai nó cỡ đó nhỏ nó núp. Thôi tao nghĩ sao nút nó. Rồi bây giờ là tiểu phẩm vòng năm đó, là bạn mời vợ lên diễn đúng không? Diễn không? Bây giờ em làm đúng cái tiểu phẩm tuần cuối đó, cua nó thôi là được. Thì cũng tính vậy luôn. À, tôi nói biết trước nha. Lần đầu tiên anh gặp em, anh không biết gì về em hết. Anh cười, chứ hồi nãy giờ là anh chưa cười bởi vì anh đã biết em là con người như vậy rồi. Hiểu không? Thì em cũng vậy nhờ làm sao. Chứ có làm khác nữa kỳ đâu làm. Thì kể. Ai biết làm gì làm đi. Vậy chắc khỏi cười luôn. Kệ người ta làm giá chuyện của người ta. Ta làm giám khảo, ta được quyền. Mấy người ngộ, mấy người thi, mấy người là tập trung chuyên môn. Vậy giờ lên diễn đi. Trời ơi, cái chiều mến vô. Đó, bấm liền, bấm đi phải. Chưa, phải giờ cua nha. Chưa đeo micro, chưa đeo micro. Không có đeo micro không? Nó đâu có micro đâu. Cho nó nói chứ lỡ có. Bấm nha. Rồi, 60 giây bắt đầu 1 năm. Em, anh yêu em. Cho dù anh có được 150 triệu đi nữa thì em vẫn luôn nằm trong tim anh. Nhưng em đừng buồn. Sẽ có nhiều đứa nằm kế bên em trong tim anh. Tôi bị cầu hết rồi chứ còn. Tiếp. Nghĩ cái gì ra khác nói tiếp. Tiếp luôn tiếp bạn. Hồi xưa cua làm sao? Gì lãng. Nằm kế bên em. Đừng nhìn đồng hồ. Nói tiếp kệ bạn đó. Anh yêu em. Cười hoài rớt vợ. Trời ơi. Anh yêu em nhiều lắm. Mập. Chúc mừng bạn. Anh Trấn Thành, có ai lên truyền hình mà thả cái chữ đó như nó không? Nhỏ cái đi. Đám cưới năm nay đại lớn à. Trời sao ta. Em không thể nào nói được. Chỉ có gãi thôi. Mà kéo nữa.
Nó nghe nàng nhỏ con gái lấy 100, 250 triệu sắm cho nó cái quần dừa cho nó kéo hoài thấy sao em, cho anh biết cảm nghĩ khi em có một thằng chồng như vậy. Cười rồi khóc, cười rồi khóc. Sao ở trong nó thơm tho gì đâu, vúi vô hoài vậy. Phát biểu cảm nghĩ có một cha chồng vậy thấy sao? Dạ, cảm thấy hạnh phúc. Em không biết nói gì. Kêu nó hát em nghe em bản được không? 4 năm nay em không nó không nghe nó ca được một câu nào luôn. Thề luôn. Bắt kim thang Lan biết rợ không bao giờ hát. Giờ em muốn nó đứng đây nó hát em nghe. Ca câu đi cho người ta. Người ta vừa mang về một góc tư tưởng. Ta mới mang về góc tư tỷ mà không ca được bài, nó không chia cho một cách đâu, tôi nói thiệt. Em không biết hát này, để về nhà em hát cho em kìa. Thôi giờ bắt đầu xàm rồi. Đó, đó, đúng rồi đó, bắt đầu xàm rồi đó. Cái ca đường tí, câu cho có được không? Trao giải thưởng nó mới hấp dẫn. Thôi ca một bài tặng nó luôn đi. Alo. Yeah. Ông có một cái mic rồi, không cần cầm cái kia. Có cũng bắt đầu xàm nữa rồi đó. Giờ em hát bài chứ giờ em vui quá rồi. Em không biết nói gì luôn á. Không biết nói gì mà nói từ nãy giờ. Dạ. Em ca bài tặng nó ha. Tặng ai? Tặng vợ ơi. Tặng nó. Lấy tiền của chương trình đi, đi tặng vợ. Ờ. Dạ tặng tất cả mọi người có vợ. Dạ. Có vợ thôi, mấy người không có vợ là không tặng. Dạ tặng hai anh luôn. Anh luôn. Với một bài hát. Cái này cho anh Thành. Lần vỡ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Lần vỡ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Say you do, em là bà nội của anh. Thôi, khôn lắm, lanh lắm. Chứ không phải khờ đâu. Thiệt thà, nhưng mà khôn lắm. Khi một người chồng mà thật thà mà khôn như bạn, thì tôi tin bạn là một bờ vai dựa vô được. Chứ người chồng thật thà mà khờ thì hơi lo cho người phụ nữ. Bởi vì thật thà với khờ mà nó đi đôi với nhau á, vụng về đó. Mà cuộc sống một người đàn ông thì không nên vụng về. Đàn ông phải nên vững chãi. Tôi thấy bạn là một cái người á, thật thà nhưng mà thông minh. Đầu óc bạn điều khiển được mọi chuyện bạn làm. Bạn là một cái hiện tượng lạ. Và tôi nghĩ là nếu như một ngày nào đó bạn bước vào showbiz, bạn trở thành một ca sĩ, tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Giọng hát hay, quan trọng là giọng hát có tình cảm. Và cái giọng hát có tình cảm đó thì tôi nghĩ là nó phải xuất phát từ một con người sống có tình cảm. Một hiện tượng lạ của năm nay. Chỉ sợ là dính vô showbiz là bắt đầu bỏ vợ bỏ con. Thôi em sợ vậy lắm. Nhiều vô lắm. Vô showbiz là... Đưa, đưa vợ vô showbiz luôn hả? Không, tôi nghĩ như này nha, tôi nghĩ như này nha. Con người sống như thế nào thì mãi mãi người ta là vậy. Cái tâm là cái quyết định con người có thay đổi hay không. Tôi nói không biết chắc chắn là bạn có vào showbiz hay không. Tại vì nếu nói như vậy, tất cả những người cứ nghe nó vào showbiz là bỏ vợ bỏ con à? Không. Làm vậy nghe cái showbiz nó tệ quá, đúng không ạ? Sống
chúng ta phải có cái nghị lực vươn lên. Cơ hội nó đến với mình, ai cũng muốn làm giàu hết. Và cả bạn, nếu như bạn có cơ hội, bạn vào showbiz, bạn làm ca sĩ, bạn thay đổi một cuộc đời mới, lý do gì không? Tôi nghĩ vậy. Nó không có gì là xấu xa hết trơn. Showbiz nó không có xấu. Chỉ có những người xấu nằm ở trong showbiz làm cho người ta nghĩ nó xấu thôi. Bây giờ với 250 triệu đó, bạn sẽ làm cái gì đó? Xây nhà, cưới vợ gì đó rồi nó cũng sẽ hết, đúng không? Nếu công ty của Thách Thức Danh Hài, công ty Điền Quân sẽ ký hợp đồng với em 3 tỷ. Em nói nghiêm túc không? Nói đùa. Nhỏ tưởng đùa cũng thôi. Tưởng đùa cũng được. Đừng giọng như mặt nữa nha. Nếu ký hợp đồng với em 3 tỷ, em làm độc quyền cho công ty trong vòng 3 năm, nhưng em phải ở trong công ty, đi đứng ăn uống và tất cả mối quan hệ của em đều chịu sự tác động từ công ty, em có chịu không? Nếu điều đó vợ em chịu. Tức là em trong vòng 3 năm đó là công ty quản lý hết tất cả mọi thứ của em luôn, em chỉ việc đi làm nghệ thuật thôi. Hiểu không? Quản lý vợ em luôn. Về tất cả mọi thứ. Về tất cả mọi thứ, về các mối quan hệ. Những cái gì công ty gật đầu thì em mới được làm, còn không thì em không được làm. Thì em có nhận không? 3 tỷ đồng. Nó bán trà sữa với nó cho nó chắc. Cái gì em lấy 250 triệu đó em cũng có thể mở thêm trà sữa bán, mốt lên truyền hình nổi tiếng bán còn hơn 3 tỷ. Bán nhiều năm chắc em sẽ bán được. Nói nào ngay chứ không có công ty nào ác tới mức độ kiểm soát mọi thứ của em gì. Nói đâu. Nói trời chứ công ty Điện Quân đâu rảnh đâu lăn xe cho. Nãy em tính nói mà sợ anh quê. Xạo xạo. Nó dập không còn ai hết trơn nha. Cái con người này lanh lợi lắm. Công ty Điện Quân cũng mướn anh chứ bộ. Vô đây ngồi vậy thôi chứ có dính líu đến đây đâu. Mướn 3 tỷ nói cho vui vậy chứ. Sợ quê. Rồi thì đó, giờ nói là quê rồi đó. Ừ. Sợ quê mà nó dập tới, nó dập 5-6 nhát vậy thôi chứ nó không nói nhiều. Không nói đâu ngay chứ em rất là thông minh. Anh nghĩ là sẽ có những đơn vị họ tìm đến em ha. Anh chắc chắn điều đó. Nhưng chỉ nói cho em biết vậy thôi. Cuộc đời á, anh sợ nhất là cái hiện tượng mà một ngày nó thay đổi quá nhiều thứ trong cuộc đời người ta. Cuộc đời chúng ta có bốn dạng, nó có thể biến được bản chất con người thành một cái khác. Tại vì theo anh nghĩ nhé, một hành động được lặp đi lặp lại sẽ là một thói quen. Thói quen đó được duy trì sẽ ra tính cách. Và tính cách đó được định hình, nó sẽ ra bản chất con người. Bản chất con người thì bất di bất dịch, nhưng với bốn trường hợp nó sẽ thay đổi. Đầu tiên là vì say. Thứ hai là vì yêu. Thứ ba là vì tiền. Và thứ tư là vì biến cố. Trong trường hợp của em nó nằm đến hai trường hợp đúng. Đó là biến cố và tiền. Em đang có tiền. Em phải đối diện với rất nhiều tiền. Và biến cố của em là rất nhiều tiền đó sẽ làm cho em phải thay đổi cuộc sống. Thì anh hy vọng em ráng giữ vậy. Ráng giữ cái chất của con người mình, đừng để mất chất. Tại vì họ yêu mến em là vì cái này. Với lại anh nói luôn nè, anh nói ví dụ như sau đêm nay sẽ có A, B, C gọi cho em là mời em đi diễn hài. Anh nói trước luôn, đừng bao giờ nhận. Đừng nhận. Bởi vì em nhận em không làm ai cười được hết. Anh nói trước luôn nha. Anh nói giá rất... không? Hả? Mất giá. Ông có giá đâu mất. Anh đang nói nghiêm túc. Dạ thì em dạ. Ví dụ có một A, B, C mướn em đi diễn hài. Anh nói em luôn, em lên diễn người ta cười, anh sẽ cho em 1 tỷ. Anh nói nghiêm túc. Ở đây là một cuộc thi nó hoàn toàn khác biệt. Và Trấn Thành là người làm người ta cười, cho nên Trấn Thành thèm một lần được cười lắm. Anh cũng vậy. Và hiểu được con người của em là như thế như thế. Và trong cái khung cảnh như thế này thì tất cả mọi lời nói đó nó hỗ trợ tất cả lẫn nhau để tạo nên cái cảm xúc để mình cười. Còn khi em bước ra sân khấu em diễn với như thế này, anh xin lỗi em luôn, cười anh cho em 1 tỷ. Anh nói như vậy để em hiểu rằng là nó ở mức độ nào, cái vị trí như thế nào và cái tầm quan trọng nó như thế nào. Để đừng có dại dột mà biến cuộc đời mình nó đi theo một cái lối sai hư và không bao giờ quay đầu lại được. Có hiểu không? Có nghĩa là đây là một luật lệ. Anh Giang cười, em có tiền. Nhưng cuộc đời nó không có luật lệ.
Luật lệ duy nhất là họ bỏ tiền vào xem em diễn, em phải làm họ cười liên tục. Chữ đó trong ngoặc kép. Họ không có cười một nụ cười đem được tiền liền, hiểu anh nói không? Lúc đó nó đòi hỏi, bây giờ lại đang ngồi không nha, không ai cho tiền ai trơn nha. Em làm gì vui ta cười liền ha. Tại vì ta không biết em là ai, nhưng giờ biết em rồi đúng không? Thấy em vui rồi đúng không? Người ta có sự mong đợi, mà mong đợi mà không làm ta cười được, trả lại ha. Anh chỉ khuyên vậy thôi. Nếu có ai đó khuyên em làm ca sĩ, anh thành thật khuyên là em nên làm. Tại vì em hát hay lắm, chứ mà là không nói giỡn, cái nào không nói giỡn. Em hát không nhạc mà anh cảm thấy được tình cảm của em, hát rất tốt. Em chỉ còn đi luyện thanh thêm, hát chắc chắn thì em hoàn toàn có thể trở thành ca sĩ. Cái gương mặt của em cũng thiện cảm, tình cảm lắm, dễ thương lắm. Nếu cái đó thì làm, mà phải tập tành, phải học hành đàng hoàng ha. Chứ đừng có vội vàng phóng ra sân khấu làm bất cứ một cái gì mà dính tới chữ chuyên nghiệp. Em chưa có đủ cái cơ sở để chuyên nghiệp nha. Giữ cho mình cho đến một lúc nào đó em có đủ khả năng bước ra sân khấu như một nghệ sĩ đàng hoàng mình diễn. Nếu em yêu nó nha, anh đúng là nếu em yêu nó nha. Còn không thôi thì mình cứ giữ cái chất này, tại vì hiếm hoi lắm. Hiếm hoi trong cuộc sống có những người như em lắm nha Cương nha. Vậy mốt em phải đi thi nhiều hả anh? Em cứ đi thi, anh nói thật. Bây giờ có rất nhiều cuộc thi về âm nhạc. Nếu em cảm thấy em yêu mến âm nhạc, em cứ đi thi. Nhất là khi họ đã biết em là một thí sinh nổi tiếng của chương trình này, họ sẽ có nhiều chú ý đến em hơn. Và cái khả năng của em được khán giả yêu mến sẽ nhiều hơn. Anh nghĩ vậy. Một chương trình nào đó của Điền Quân tham gia, tổ chức em có thể tham gia. Nhưng mà phải lựa chọn trước nè, anh nói luôn nè. Nếu như may mắn ở một cuộc thi âm nhạc nào đó, em trở thành một trong những cái thí sinh có ảnh hưởng, tiềm năng trước để đoạt giải quán quân. Và ví dụ như là hên xui mà rủi gì đó, em đoạt giải quán quân và em nổi tiếng showbiz, em bước vào là 100.000 nỗi đau. Nhưng với 250 triệu, em trở về Long An sống bình yên vợ con, đẻ 5-7 đứa, nuôi đứa nào học thành tài, không có nỗi đau nào xảy ra hết. Em chọn cái nào? Nói liền bây giờ luôn, em chọn cái nào? Với một cái danh vọng, sự nổi tiếng, gần 90 triệu dân Việt Nam biết em là ai, nổi tiếng, có hàng chục tỷ trong tay, bước lên một vị trí mới, 100.000 nỗi đau dù dập, chưa chắc hạnh phúc gia đình còn. Nhưng nếu mà theo như anh nói vậy thì ví dụ như vô showbiz mà làm vậy thì thấy nó cũng, cái showbiz nó khổ quá ha. Ủa em tưởng anh Yến Thành ngồi đây là sung sướng hả? Anh nói là 100.000 nỗi đau khổ. Trời, em hỏi anh khổ không? Ủa, cái đó gọi là chất vấn nhau đó hả? Thật sự ra mà nói vậy nè, anh Giang làm áp lực em thôi. Cuộc đời mà bất cứ thôi cái gì bất tới cứ đầu cái gì mình tới chứ thiệt. Đúng rồi. Chi vậy, chi đặt áp lực nhau chi vậy? Thật ra cuộc đời cái gì cũng vậy. Cái một cái nào em lựa chọn ha, nó đều có hai mặt thôi. Sướng và khổ. Sướng ít thì khổ ít, sướng nhiều khổ nhiều. Cái gì nó cũng có cái tỷ lệ thuận đó. Vậy thôi. Năng lượng không tự tan biến đi, chỉ được chuyển từ dạng này sang dạng khác. Em sướng nhiều thì em khổ nhiều thôi. Vợ cũng vậy, không tự tan biến đi, chuyển từ vợ mình qua vợ người ta. Dễ gì khoái lắm phải không? Trời ơi, nó thương em vô cùng. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Em hiểu không? Vấn đề là em biết vợ em thương em vô cùng. Rồi em có thể, em có làm lại ngược y chang vậy không? Có không? Cầm cái micro đưa người ta nói y như đưa uống thuốc độc vậy đó, tim để từ từ áp lực sao ta nói được nhẹ nhàng. Anh có yêu em không? Có. Trời ơi. Trời ơi. Kinh quá, hai đứa kinh. Lấy hàng. 150 triệu. Cao nhất của Đen Gala trị giá 150 triệu. Lê Tấn Lợi.